Dùng đèn năng lượng mặt trời nên lựa chọn đèn có công suất lớn hay đèn có công suất nhỏ để tránh lãng phí tiền bạc. Dòng đèn năng lượng mặt trời, pin liền và pin rời của Sumo Solar có nhiều mã đèn với nhiều công suất khác nhau, từ 30W, 90W đến 200W, phù hợp với từng khu vực diện tích chiếu sáng khác nhau. Nhiều anh chị có xu hướng lựa chọn đèn có công suất nhỏ để chiếu sáng vì giá thành rẻ hơn. Nhưng thực tế, dòng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng hoàn toàn không tốn điện, mà giá thành của đèn có công suất lớn và đèn có công suất nhỏ chênh lệch nhau không nhiều. Vì vậy, anh chị nên lựa chọn đèn có công suất lớn để có thể chiếu sáng diện tích rộng hơn rất nhiều trong 10 năm mà chỉ cần bỏ ra thêm vài trăm nghìn. Trên đây là hai dòng đèn bán chạy nhất tại Sumo Solar, phù hợp với nhu cầu chiếu sáng khác nhau của mỗi gia đình. Các anh chị đã lựa chọn được mẫu đèn phù hợp cho gia đình mình chưa? Hãy click vào liên kết dưới video để biết thêm chi tiết về thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mãi cực lớn duy nhất trong ngày.